trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi hàng ghế đầu ô tô cùng hàng ghế của người lái xe theo dự thảo luật mới. Trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi hàng ghế đầu ô tô theo dự thảo luật mới đúng không? Hiện nay, Bộ Công an đang thực hiện dự thảo luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau đây gọi tắt là dự thảo. Tải về. Theo đó, tại điều 9 dự thảo có đề cấp về quy tắc chung khi tham gia giao thông đường bộ như sau. Quy tắc chung. 1. Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng làn đường, Phần đường quy định, chấp hành báo hiệu đường bộ. 2. Người lái xe và người được chở trên xe ô tô phải thắt dây đai an toàn tại những chỗ có trang bị dây đai an toàn khi tham gia giao thông trên đường bộ. 3. Trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô con không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. Trẻ em dưới 4 tuổi phải được chở bằng ghế thiết kế dành cho trẻ em trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật đường bộ. Người lái xe có trách nhiệm kiểm tra Hướng dẫn việc thắt dây an toàn cho trẻ em. 4. Tại nơi có vạch kẻ đường hoặc báo hiệu khác dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Xe lăn của người khuyết tật qua đường. Tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện phải quan sát, nếu thấy người đi bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường hoặc có tín hiệu qua đường thì phải giảm tốc độ hoặc dừng lại nhường đường cho người đi bộ. Xe lăn của người khuyết tật qua đường. Có thể thấy Dự thảo đã đề xuất bốn nguyên tắc chung khi tham gia giao thông nêu trên, trong đó, nổi bật là nội dung trẻ em dưới 10 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,35m được chở trên xe ô tô con không được ngồi cùng hàng ghế của người lái xe khi tham gia giao thông đường bộ. Theo đó, khi dự thảo được thông qua, trẻ em dưới 10 tuổi sẽ không được ngồi hàng ghế đầu ô tô cùng hàng ghế của người lái xe. Trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi hàng ghế đầu ô tô cùng hàng ghế của người lái xe theo dự thảo luật mới. Trẻ em dưới 10 tuổi không được ngồi hàng ghế đầu ô tô cùng hàng ghế của người lái xe theo dự thảo luật mới. Hình từ internet. Những hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động giao thông đường bộ theo dự thảo luật mới? Tại điều 8 dự thảo có nêu về các hành vi bị nghiêm cấm trong giao thông đường bộ như sau. Các hành vi bị nghiêm cấm. 1. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 2. Điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc các chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng. 3. Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. 4. Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, điều khiển phương tiện giao thông lạng lách, đánh võng, rú ga liên tục. 5. Dùng tay sử dụng điện thoại hoặc các thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 6. Chở hàng vượt quá trọng tải thiết kế quá kích thước giới hạn cho phép của xe, chở quá số người quy định, chở hàng hóa trên xe có quy định phải chẳng buộc nhưng không chẳng buộc hoặc chẳng buộc không đúng quy định. 7. Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. 8. Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ. 9. Tự ý cắt, hàn, tẩy xóa, đục lại số khung, số máy, thay đổi màu sơn, cải tạo xe cơ giới, xe máy chuyên dùng. 10. Lắp đặt, sử dụng thiết bị âm thanh, ánh sáng trên xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ, điều khiển xe cơ giới, xe máy chuyên dùng gắn biển số giả, gắn biển số không đúng vị trí, gắn biển số bị bẻ cong, bị che, lấp, làm thay đổi chữ, tố, màu của biển số. 11. Khai báo không đúng hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. 12. Sản xuất, sử dụng, mua, bán trái phép biển số xe. 13. Kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe, dịch vụ sát hạch lái xe không đủ điều kiện theo quy định. 14. Khai báo không đúng hoặc sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả để được học, kiểm tra, sát hạch cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. 15. Đặt, để chứng ngại vật trái phép trên đường, giải đinh, vật sắc nhọn khác, đổ dầu nhờn, chất gây trơn khác trên đường bộ, trang dây, vật cản khác trên đường gây nguy hiểm đến người và phương tiện tham gia giao thông. 16. Ném gạch, đất, á, cắt hoặc vật thể khác vào phương tiện đang tham gia giao thông trên đường bộ. 17. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác để vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. 18. Khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin, tài liệu không đúng sự thật để trốn tránh trách nhiệm khi phát hiện vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. 19. Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ quy định tại một trong các điều từ điều 9 đến điều 32 luật này và hành vi khác do luật định có liên quan trật tự an toàn giao thông đường bộ. Như vậy, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã đề xuất 19 hành vi bị nghiêm cấm trong giao thông đường bộ nêu trên. Khi nào luật trật tự an toàn giao thông đường bộ mới được áp dụng? Căn cứ điều 61 dự thảo về hiệu lực thi hành như sau. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 2. Luật này thay thế luật giao thông đường bộ số 23-2008 QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008. Theo đó, nếu dự thảo được chính thức thông qua, luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới sẽ được áp dụng từ nửa cuối năm 2024 ngày 1 tháng 7 năm 2024. Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ mới sẽ thay thế luật giao thông đường bộ 2008 hiện hành.